Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 16. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra, tôi không có phước gì khác. Tôi lấy làm thích mọi đàn, các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm, lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Chương 23. Đoạn cả hội đồng đứng dậy, điệu Ngài đến trước mặt Phi-lát. Họ bèn khởi cáo Ngài rằng, chúng tôi đã thấy người này xui dân ta làm loạn, cấm nộp thuế cho Caesar và xưng mình là đấng Christ là vua. Phi-lát gạn Ngài rằng, chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, thật như lời. Phi-lát bèn nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng, ta không thấy người này có tội gì. Nhưng họ cố nài rằng, người này xui dục dân sự, truyền giáo khắp đất Giu-đê, bắt đầu từ xứ Ga-li-lê rồi đến đây. Khi Phi-lát nghe điều đó thì hỏi nếu người này thật là dân Ga-li-lê chăng? Biết Ngài thuộc quyền cai trị của vua Herod, bèn giải đến cho vua Herod. Vua ấy ở tại thành Jerusalem trong mấy ngày đó. Vua Herod thấy Đức Chúa Giê-xu thì mừng lắm, vì lâu nay vua muốn gặp Ngài, nhưng đã nghe nói về chuyện Ngài và mong xem Ngài làm phép lạ. Vậy vua hỏi Ngài nhiều câu, song Ngài không trả lời gì hết. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo ở đó cáo Ngài dữ lắm. Bây giờ vua Herod và quân lính hầu vua đều đãi Ngài cách khinh dễ và nhạo báng Ngài. Đoạn họ mặc áo hoa hòe cho Ngài, rồi giao Ngài về cho Phi-lát. Trước kia, Phi-lát với vua Herod thù hiềm nhau, nhưng nổi ngày ấy trở nên bạn hữu. Phi-lát hiệp các thầy tế lễ cả, các quan địa hình và dân chúng lại mà nói rằng, các ngươi đã đem nộp người này cho ta về việc xui dân làm loạn. Nhưng đã tra hỏi trước mặt các ngươi đây, thì ta không thấy người mắc một tội nào mà các ngươi đã cáo. Vua Herod cũng vậy vì đã giao người về cho ta. Vậy người này đã không làm điều gì đáng chết, nên ta sẽ đánh đòn rồi tha đi. Chúng bèn đồng thanh kêu lên rằng, hãy giết người này đi mà tha Ba-ra-ba cho chúng tôi. Vả tên này bị tù vì giấy loạn trong thành và vì tội giết người. Phi-lát có ý muốn tha Đức Chúa Giê-xu nên lại nói cùng dân chúng nữa. Song chúng kêu lên rằng, đóng đinh nó trên cây thập tự đi, đóng đinh nó trên cây thập tự đi. Phi-lát lại nói đến lần thứ ba rằng, vậy người này đã làm điều ác gì, ta không tìm thấy người có sự gì đáng chết. Vậy đánh đòn xong ta sẽ tha. Nhưng chúng cố nài kêu lớn tiếng rằng phải đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Tiếng kêu của họ được thắng. Phi-lát truyền làm y như lời chúng xin, bèn tha tên tù vì tội giấy loạn và giết người là người chúng đã xin tha, rồi phó Đức Chúa Giê-xu cho mặc ý họ. Khi chúng điều Đức Chúa Giê-xu đi,
bắt một người xứ Cyrene tên là Simon từ ngoài đồng về, buộc phải vác cây thập tự theo sau ngài. Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Giêsu, và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu xoay mặt lại với họ mà phán rằng: Hỡi con gái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Vì này, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng: Phước cho đàn bà son, phước cho dạ không sanh đẻ và vú không cho con bú. Bây giờ người ta sẽ nói với núi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta, với gò rằng: Hãy che chúng ta. Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ xảy ra sao? Chúng cũng đem hai người đi nữa, là kẻ trộm cướp, để giết cùng với ngài. Khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, họ đóng đinh ngài trên cây thập tự tại đó, cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu ngài, một tên bên tả. Xong Đức Chúa Giêsu cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn họ bắt thăm, chia nhau áo sống của ngài. Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười ngài rằng: Nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó là đấng Christ, đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi. Quân lính cũng giỡn cợt ngài, lại gần đưa giấm cho ngài uống mà rằng: Nếu ngươi là vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi. Phía trên đầu ngài có đề rằng: Người này là vua dân Giu-đa. Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc ngài rằng: Ngươi không phải là đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Giêsu, khi ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Paradis. Khi đó ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối tăm cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên tối và màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai. Đức Chúa Giêsu bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha. Ngài vừa nói xong thì tắt hơi. Thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Thật người này là công bình. Cả dân chúng đi xem, thấy nông nổi làm vậy đấm ngực mà trở về. Song những kẻ quen biết Đức Chúa Giêsu và các người đàn bà theo ngài từ xứ Galilê đều đứng đằng xa mà ngó. Có một người tên là Joseph, làm nghị viên tòa công luận, là người chánh trực công bình, không đồng ý và cũng không dự việc các người kia đã làm. Người ở Arimathê, là thành thuộc về xứ Giu-đê, vẫn trông đợi nước Đức Chúa Trời. Người bèn đi đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giêsu. Khi đã đem xác ngài xuống khỏi cây thập tự, người lấy vải liệm mà bọc, rồi chôn trong huyệt đã đục nơi hòn đá, là huyệt chưa chôn ai hết. Bây giờ là ngày sắm sửa, vì ngày Sa-bát gần tới. Các người đàn bà đã từ xứ Galilê đến với Đức Chúa Giêsu theo Joseph, xem mã và cũng xem xác ngài đặt thế nào. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm và sáp thơm. Ngày Sa-bát, họ nghỉ ngơi theo luật lệ. Chương 31. Gia-cốp được nghe lời các con La-ban nói rằng: Gia-cốp đã lấy hết gia tài cha ta, và vì nhờ của cha ta nên mới được giàu có dường ấy. Gia-cốp cũng để ý coi nét mặt cậu, nhận biết rằng người chẳng đối ở với mình như trước nữa. Đức Giê-hô-va phán cùng Gia-cốp rằng: Hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, chốn bà con ngươi, ta sẽ phù hộ ngươi. Gia-cốp bèn sai người gọi Ra-chiên và Lê-a đến nơi cầm bầy súc vật của mình ngoài đồng và nói cùng họ rằng: Ta thấy sắc mặt cha hai ngươi đối cùng ta chẳng còn như trước nữa, nhưng nhờ Đức Chúa Trời của cha ta phù hộ ta. Chính hai ngươi cũng biết rằng ta đã giúp cha hai ngươi hết sức, còn cha hai ngươi lại khinh bạc và 10 lần thay đổi công giá ta. Nhưng Đức Chúa Trời không cho phép người làm hại ta chút nào.
khi người dạy rằng các con chiên có đốm dùng làm công giá ngươi. Quả, các con chiên đều sinh con ra có đốm. Còn nếu dạy rằng các con chiên có sọc dùng làm công giá ngươi. Quả, các con chiên đều sinh con ra có sọc. Thế thì, Đức Chúa Trời đã bắt súc vật của cha hai ngươi cho ta đó. Đang trong lúc chiên giao hiệp nhau, ta nhướng mắt lên, chiêm bao thấy các chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có răng và có đốm. Thiên sứ Đức Chúa Trời phán cùng ta trong mộng rằng: Hỡi Gia-cốp, ta bèn thưa: Có tôi đây. Thiên sứ rằng: Hãy nhướng mắt lên mà nhìn, hết thảy chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có răng và có đốm, vì ta đã thấy cách La-ban ăn ở cùng ngươi rồi. Ta đây là Đức Chúa Trời của Bê-tên, tức nơi ngươi đã thoa dầu đầu cây trụ và đã khấn vái ta. Bây giờ hãy đứng dậy ra khỏi xứ này và trở về xứ của bà con ngươi. Ra-chin và Lê-a đáp cùng người mà rằng: Chúng tôi còn một phần chi hay là cơ nghiệp chi nơi nhà cha chúng tôi chăng? Vì người đã gả bán chúng tôi và ăn xài hết tiền bạc bán nữa, há người chẳng đãi chúng tôi như người dân ư? Các tài vật mà Đức Chúa Trời đoạt nơi tay cha chúng tôi, tức là của chúng tôi và của con cái chúng tôi. Vậy bây giờ, chàng hãy làm theo mọi lời Đức Chúa Trời đã phán dạy. Gia-cốp bèn đứng dậy, đỡ vợ và con lên lưng lạc đà, dẫn hết thảy súc vật và của cải mình, tức súc vật mình đã gây dựng ở Pha-đan Aram, đặng trở về cùng Y-sác cha mình ở Ca-na-an. Trong lúc La-ban mắc đi hớt lông chiên người, thì Ra-chên ăn cắp các pho tượng thờ trong nhà của cha mình. Gia-cốp gạt La-ban vì không nói rằng mình muốn đi trốn. Vậy người đứng dậy đem theo hết thảy tài vật mình, trốn đi ngang qua sông, thẳng tuốt về núi Ga-la-át. Đến ngày thứ ba, người ta học lại cùng La-ban rằng Gia-cốp đã trốn đi rồi. Người bèn đem các anh em mình đuổi theo Gia-cốp trong 7 ngày đường và theo kịp tại núi Ga-la-át. Nhưng trong cơn chiêm bao lúc ban đêm, Đức Chúa Trời đến cùng La-ban người A-ram mà phán rằng: Dầu lành dầu dữ, thế nào ngươi khá giữ mình đừng nói chi cùng Gia-cốp hết. Vậy La-ban theo kịp Gia-cốp. Và Gia-cốp đang đóng trại trên núi, La-ban và các anh em người cũng đóng trại trên núi Ga-la-át. La-ban nói cùng Gia-cốp rằng: Cháu đã làm chi vậy? Cháu đã gạt cậu và dẫn mấy đứa gái cậu như phu tù giặc. Sao trốn nhẹm, gạt và không cho cậu hay trước? Có lẽ cậu đưa đi rất vui vẻ, tiếng hát, tiếng đàn và tiếng trống phụ đưa. Cháu làm cách dại dột vậy, không để cho cậu hôn con trai và con gái cậu. Tay cậu có đủ quyền làm hại cháu, nhưng Đức Chúa Trời của cha cháu đã mách bảo cùng cậu tối hôm qua rằng: Dầu lành dầu dữ, ngươi khá giữ mình đừng nói chi cùng Gia-cốp hết. Bây giờ vì lòng cháu mong mỏi về nhà cha cháu nên đã ra đi, nhưng cớ sao cháu lại ăn cắp các pho tượng cậu? Gia-cốp đáp rằng: Vì cớ tôi e cậu bắt hai người con gái lại chăng? Nhưng tìm nơi ai được các pho tượng của cậu thì ai đó sẽ bị chết đi. Tại trước mặt các anh em chúng ta, cậu hãy kiểm soát các món nơi tôi đi và hãy lấy vật chi thuộc về cậu. Và Gia-cốp vốn không hay rằng Ra-chin đã trộm mấy pho tượng đó. Vậy La-ban vào trại Gia-cốp, trại Lê-a, trại hai người đòi, chẳng tìm được chi cả. Đoạn ở trại Lê-a bước ra, đi vào trại Ra-chin. Và Ra-chin có lấy mấy pho tượng đó giấu dưới bành lạc đà, rồi ngồi lên trên. La-ban soát lục khắp trại, chẳng gặp pho tượng. Nàng bèn thưa cùng cha rằng: Vì trong mình con có việc riêng của đàn bà nên đứng dậy rước chẳng được, xin Chúa chớ giận con chi hết. Người kiếm nhưng chẳng thấy pho tượng đâu hết. Gia-cốp bèn nổi giận, rầy lộn cùng La-ban mà rằng: Tôi có án gì, tội gì mà cậu hầm hầm đuổi theo như vậy? Cậu đã soát lục các đồ hành lý tôi, có kiếm được món chi thuộc về nhà cậu chăng? Hãy đem món đó ra trước mặt anh em tôi cùng anh em cậu, đặng họ đoán xét đôi ta. Kìa, đã 20 năm tôi ăn ở nơi nhà cậu,
chiên cùng dê cậu, nào có sảo thai, và tôi chẳng hề ăn thịt chiên đực của bầy cậu bao giờ. Cũng chẳng hề đem về cho cậu một con nào bị xé. Bằng có, chính tôi chịu đền đó thôi. Cậu cứ đòi luôn những con bị ăn cắp ban ngày và ăn trộm ban đêm. Ban ngày tôi chịu nắng nồng, ban đêm chịu lạnh lùng, ngủ nào có an giấc được đâu. Đó, trong 20 năm tôi ở tại nhà cậu là thế. Trong 14 năm giúp việc để được hai con gái cậu, và 6 năm đặng lãnh lấy bầy súc vật của cậu, mà cậu lại còn thay đổi 10 lần công giá tôi. Nếu Đức Chúa Trời của cha tôi, Đức Chúa Trời của Abraham là đấng mà Isaac kính sợ, không phù hộ tôi, chắc bây giờ cậu đuổi tôi ra tay không? Đức Chúa Trời đã xem thấy nỗi đau khổ tôi cùng công việc hai tay tôi làm, nên đêm qua Ngài đã xét công bình rồi đó. Laban đáp cùng Jacob mà rằng: các đứa gái này là con của cậu, các đứa trẻ này là trẻ của cậu, các bầy súc vật tức là bầy của cậu, và các vật chi cháu thấy được tức của cậu hết. Ngày nay cậu sẽ làm chi được cùng các con gái hay là các cháu cậu đó? Vậy bây giờ, hè, chúng ta kết ước cùng nhau để dùng làm chứng cho cậu và cháu. Jacob lấy một hòn đá dựng đứng lên làm trụ và nói cùng các anh em mình rằng: hãy lượm góp đá lại. Chúng bèn góp đá lại, chất thành một đống, rồi ngồi lên trên ăn bữa. Laban đặt tên đống đá đó là Iega Shahaduta, còn Jacob kêu là Galet. Laban nói rằng: đống đá này ngày nay làm chứng cho cậu và cháu đó, cho nên chúng gọi là Galet, mà cũng có gọi là Mitba, vì Laban có nói thêm rằng: khi chúng ta phân cách nhau, cầu xin Đức Giê-hô-va coi sóc cậu và cháu. Nếu cháu hành hạ các con gái cậu, nếu cưới vợ khác nữa, thì hãy giữ mình. Chẳng phải người thường soi xét ta đâu, bèn là Đức Chúa Trời làm chứng cho chúng ta vậy. Laban lại nói cùng Jacob rằng: này đống đá, này cây trụ mà cậu đã dựng lên giữa cậu và cháu đây. Đống đá này và cây trụ này làm chứng rằng cậu chẳng qua khỏi đây đi đến nơi cháu, và cháu cũng chẳng vượt khỏi đây đi đến nơi cậu, trong khi có ý muốn làm hại nhau. Cầu xin Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Na-cô, Đức Chúa Trời của cha các người đó đoán xét cho chúng ta. Gia-cốp chỉ đấng của Y-sác cha mình kính sợ mà thề. Đoạn người dân một của lễ tại trên núi và mời các anh em mình dùng bánh. Vậy chúng dùng bánh rồi ở ban đêm trên núi. La-ban dậy sớm, hôn các con trai và các con gái mình và chúc phước cho, rồi đi trở về nhà mình. Chương 32. Gia-cốp cứ đi đường, có thiên sứ Đức Chúa Trời gặp người. Khi Gia-cốp thấy các vị này, nói rằng: ấy là trại quân của Đức Chúa Trời, nên người đặt tên chỗ đó là Mahanaim. Gia-cốp sai sứ giả đến trước cùng Ê-sau anh mình ở trong xứ Se-ir thuộc về địa phận Ê-đôm. Người bèn dặn rằng: các ngươi hãy thưa cùng Ê-sau chúa ta như vậy: Gia-cốp kẻ tôi tới chúa có nói như vậy rằng: tôi đã ở ngụ tại nhà La-ban đến ngày nay, có bò, lừa, chiên, tôi trai, tớ gái. Vậy xin sai đi nói cho chúa hay trước, hầu cho nhờ được ơn trước mặt chúa tôi. Các sứ giả trở về nói cùng Gia-cốp rằng: chúng tôi đã đi đến Ê-sau anh của chủ. Này, người đang đem 400 người đến để rước chủ. Gia-cốp rất sợ hãi và sầu não, bèn chia các dân đi theo cùng các bầy chiên, bò, lạc đà ra làm hai đội mà rằng: nếu Ê-sau đến hãm đánh một trong hai đội thì đội còn lại sẽ thoát được. Đoạn Gia-cốp cầu rằng: hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ Abraham tôi, Đức Chúa Trời của cha Isaac tôi, tức là Đức Giê-hô-va, Ngài có phán dạy tôi rằng: hãy trở về xứ ngươi và nơi bà con ngươi, rồi ta sẽ làm ơn cho ngươi. Tôi lấy làm hèn mọn, không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thực mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài. Vì lúc trước khi qua sông Giô-đan chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân này. Vậy
cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu tôi khỏi tay Ê-sau anh tôi, vì e người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa. Vả ngài có nói rằng, quả thật vậy, ta sẽ làm ơn cho ngươi và làm cho dòng dõi ngươi đông như cát bãi biển, người ta sẽ không biết sao đếm được vì đông đúc quá. Người ở ban đêm tại đó lấy các vật có hiện trong tay để làm một của lễ dâng cho Ê-sau anh mình, là 200 dê cái và 20 dê đực, 200 chiên cái và 20 chiên đực, 30 lạc đà cái có con đang bú, 40 bò cái và 10 bò đực, 20 lừa cái và 10 lừa con. Rồi giao mỗi bầy riêng ra nơi tay đầy tớ mình và dặn rằng, các ngươi hãy đi trước ta và dẫn bầy này cách một khoảng đến bầy kia. Người dặn tên dẫn bầy đi trước hết như vậy. Khi Ê-sau anh ta gặp và hỏi ngươi rằng, ngươi ở với ai, đi đâu, và bầy súc vật trước mặt ngươi đó thuộc về ai, thì hãy thưa rằng, của Gia-cốp, kẻ tôi tới Chúa, ấy là một lễ gửi dâng cho Ê-sau Chúa tôi, và này, chính mình người đang theo sau. Gia-cốp cũng dặn y lời cho tên dẫn bầy thứ nhì, thứ ba, và hết thảy người theo coi chừng các bầy, và lại nói, khi gặp Ê-sau, các ngươi hãy nhớ lời đó và nói như vậy, này Gia-cốp, kẻ tôi tớ Chúa đang theo sau chúng tôi. Vì người thầm nghĩ rằng, mình đem lễ này dâng trước cho Ê-sau nguôi giận đã, rồi mình sẽ giáp mặt sau, có lẽ người tiếp rước mình một cách thuận hiệp đó. Vậy lễ này đem đi trước, còn người đêm đó ở lại trại. Ban đêm người thức dậy, dẫn hai vợ, hai tin đòi và 11 đứa con mình đi qua rạch Gia Bốc. Người đem họ qua rạch và hết thảy của cải mình qua nữa. Vả một mình Gia-cốp ở lại, thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp, xương hông liền trặc trong khi vật lộn. Người đó bèn nói, trời đã rạng đông rồi, thôi để cho ta đi. Nhưng Gia-cốp đáp rằng, tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Người đó hỏi, tên ngươi là chi? Đáp rằng, tên tôi là Gia-cốp. Người lại nói, tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Gia-cốp hỏi, xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng, làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người này ban phước cho Gia-cốp tại đó. Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, vì nói rằng, tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Khi qua nơi Phê-ni-ên, thấy mặt trời mọc rồi và người đi dẹo cẳng. Bởi cơ đó cho đến ngày nay, dân Israel chẳng bao giờ ăn gân bắp vế của lối xương hông, vì người đó có đánh vào xương hông Gia-cốp nơi gân của bắp vế. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.